Bí quyết bài trí tôn tượng Phật mang lại bình an và phước lành cho gia chủ. Quý khách có biết, vị trí đặt tôn tượng Phật không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của không gian thờ tự mà còn tác động sâu sắc đến phong thủy và năng lượng của cả ngôi nhà. Vậy làm thế nào để bài trí tôn tượng Phật vừa thể hiện lòng thành kính, vừa mang lại khỏe mạnh, gia đình yên ổn, mọi mong cầu được như ý cho gia chủ? Bửu Liên thấu hiểu những băn khoăn này của quý khách. Với kinh nghiệm hơn 23 năm trong lĩnh vực phát hành tôn tượng Phật giáo, chúng tôi sẽ chia sẻ những bí quyết giúp quý khách bài trí tôn tượng đúng cách, hài hòa giữa yếu tố tâm linh và phong thủy. Vị trí đặt tôn tượng trang trọng và tôn kính. Tôn tượng Phật nên được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà, thường là phòng khách hoặc không gian phòng thờ riêng. Đây là nơi thể hiện sự tôn kính và lòng thành của gia chủ đối với Đức Phật. Hướng đặt. Tôn tượng nên hướng ra cửa chính hoặc chính diện nhà, tạo cảm giác chào đón và thu hút năng lượng tốt vào không gian sống. Bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên. Vị trí tương quan. Khi đặt bàn thờ Phật gần hoặc song song với bàn thờ gia tiên, cần lưu ý bàn thờ Phật phải cao hơn bàn thờ gia tiên, thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật. Vị trí đặt bàn thờ. Bàn thờ nên đặt ở nơi cao ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm thấp, u ám hoặc gần những khu vực như nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ. Hướng đặt bàn thờ theo phong thủy. Tùy theo mệnh gia chủ, trong phong thủy, mỗi người có một mệnh khác nhau, tương ứng với những hướng tốt và hướng xấu riêng. Vì vậy, hướng đặt bàn thờ cần được lựa chọn theo hướng tốt của gia chủ để thu hút may mắn, tài lộc và bình an. Bửu Liên mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp quý khách có thêm kiến thức về cách bài trí tôn tượng Phật hợp phong thủy. Bửu Liên sẽ đồng hành cùng quý khách trên hành trình tìm kiếm những nguyên tắc vàng trong việc lựa chọn vị trí, hướng đặt và cách kết hợp tôn tượng với các yếu tố khác trong không gian thờ tự để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày an yên và thịnh vượng. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn chi tiết hơn, Bửu Liên luôn sẵn sàng hỗ trợ. Bửu Liên, di sản không gian Phật giáo.